Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh em nha, đã quay lại kênh YouTube lớp Dragon Fit của mình. Kênh chia sẻ về xung quanh vấn đề chăm sóc và nuôi dưỡng cá rồng. Cảm ơn các bạn, các anh em rất là nhiều trong thời gian vừa qua thì ủng hộ mình. Hôm nay thì chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà các anh em đam mê chơi cá rồng rất là quan tâm đến, đó là cái chủ đề tanning cho cá rồng như thế nào đó các bạn. Thì chia sẻ với các bạn về cái vấn đề tanning này á, thì bây giờ thì dữ liệu thông tin nhiều lắm. Chúng ta anh em chơi cá rồng thì cũng có rất nhiều cái điều kiện để có thể tham khảo các trên mạng, có rất nhiều cách chơi. Thì như thế này các bạn, thực sự là tanning cá rồng á, thì cũng không có gì là phức tạp, rất là bình thường và đơn giản thôi. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều nó căn bản các bạn ha. Thì tóm tắt như thế này các bạn, các anh em quan tâm hỏi mình nhiều lắm. Mình cảm ơn các bạn là đã chia sẻ với mình. Bởi vì mình hiểu được rằng là cái dữ liệu về tanning cho cá rồng thì nó không có thiếu ở trên mạng bây giờ nhiều lắm. Rất nhiều người cũng có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cái cách tanning như thế nào để nó hiệu quả các bạn. Tuy nhiên thì đáp lại cái sự tin tưởng của các bạn á, thì mình cũng lên clip này luôn, cũng hẹn với các bạn nhiều rồi. Mình chốt lại về cái điều cơ bản chia sẻ sau đây để cho anh em có cái dữ liệu và chúng ta sẽ triển khai việc tanning như thế nào cho nó an toàn. Và sau khi mình chia sẻ với các bạn vài lời tản mạng ban đầu như thế này đó, thì mình sẽ cụ thể hóa một vấn đề là mà mình sẽ tiến hành tanning một cái bé cá, một trong những cái bé huyết mà mình đã nuôi. Và cái bé này thì các bạn cũng rất là quan tâm, bởi vì mình thường xuyên lên nhiều clip về trong cái quá trình nuôi dưỡng cái bé cá này. Các bạn thấy nè, về cái chia sẻ tản mạng đầu tiên các bạn ha, thì đơn giản nhất là mục đích của việc tanning, nó đơn giản, mục đích cơ bản là để cá lột vảy và lên màu đẹp, đúng không các bạn? Thứ hai là cái điều kiện để chúng ta tanning á, các bạn lưu nhớ nha, điều kiện để trước khi chúng ta chuẩn bị tanning cho cá là nước phải tốt. Cá đang trong thể trạng sung mãn, sung nha các bạn. Và về điều kiện thứ ba đó là dĩ nhiên là nói đến đèn. Đèn thì hiện tại trên thị trường chúng ta có hai loại, đèn LED và đèn bình quang. Thì từng loại đèn này nó có ưu nhược điểm riêng của nó hết các bạn. Và về ưu nhược điểm riêng này mình đã phân tích rất là rõ trong cái clip trước đây. Cái clip nói về nguyên nhân và phòng tránh cái hiện trạng sệ mắt cho cá rồng đó các bạn. Thì riêng cái ưu nhược điểm của hai loại đèn này, thì nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì mời các bạn quay lại xem cái clip đó của mình nha. Mình cũng không có mất thời gian nhiều trong cái clip này. Và cái điều kiện thứ tư nữa đó là cá thì như vậy các bạn, mỗi người có một trường phái chơi riêng, một cái quan niệm chơi riêng và gu chơi riêng. Tất cả mọi người đam mê cái này thì khi tanning á, thì có một cái ý riêng của mình trong vấn đề tham khảo, trong vấn đề thực thi nó. Thì đây là cái đam mê mà, một cái môn chơi thôi. Cho nên rằng là mỗi người đều có một cách chơi riêng và mỗi người đều đáng được tôn trọng cái điều đó nha các bạn. Chứ ở đây chúng ta không phải nói là chơi như thế nào gọi là đúng hay là không đúng. Tức là mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng các bạn nha. Rồi vừa rồi thì mình nói đến hai cái điều cơ bản, đó là mục đích của việc tanning và điều kiện của việc tanning. Tiếp theo cái phần thứ ba mà sẽ chia sẻ với các bạn á, thì các bạn phải dự trù trước những cái gì, những cái mình tạm gọi là những cái tác dụng phụ khi chúng ta bắt đầu tanning cá rồng, thì nó sẽ xảy ra những cái gì để chúng ta đón trước nó và chúng ta điều khiển được nó luôn. Đây là những cái phản ứng phụ này các bạn. Về cá đó, khi chúng ta bắt đầu tanning cá rất dễ bị stress, bởi vì chúng ta thay đường cái môi trường ánh sáng của cá đi, và cá sẽ khi stress như vậy đó, cá sẽ xảy ra tình trạng là cá sẽ ăn ít lại và biếng ăn các bạn nha. Về nước thì nó sẽ hình thành rêu và tảo nhiều hơn. Đây là hai cái phản ứng phụ mà chúng ta phải có dữ liệu trước để chúng ta đối diện với nó và chúng ta phải có cách khắc chế nó. Vậy thì với ba cái phần vừa rồi mình nói với các bạn á, thì chúng ta sẽ chốt lại một vấn đề. Vậy thì mục đích hoàn hảo của việc tanning này là gì? Mình chia sẻ với các bạn theo cái ý của mình nha. Mục đích hoàn hảo của việc tanning này là cá sẽ lên màu tối ưu đẹp nhất có thể, và cá phải đạt được độ sung mãn bình thường. Bởi vì khi cá sung mãn
thì nó lại là một phần tác dụng cho cái việc lên màu của cá có đạt tối ưu hay không, đúng không các bạn? Và một cái điều nữa trong cái việc mà mục đích hoàn hảo này là hạn chế sệ mắt cho cá rồng ở cái mức độ cao nhất có thể. Đấy, thì vừa rồi là mình cũng trình bày bốn cái ý để trước khi mình vào cái chủ đề chính trong cái việc thanh niên này nha các bạn. Rồi thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình nãy giờ. Vậy thì bắt đầu mình vô chủ đề chính của việc thanh niên này. Thanh niên mình sẽ tạm hiểu như thế này các bạn, chúng ta có hai giai đoạn để thanh niên cho cá. Để cho nó đạt được cái mục đích hoàn hảo vừa rồi mình nói đó, thì chúng ta tạm chia nó ra làm hai cái giai đoạn để thanh niên cho cá, rất đơn giản thôi các bạn. Thứ nhất là giai đoạn thanh niên ở cường độ nhẹ, và sau thời gian nữa thì chúng ta sẽ thanh niên ở cường độ mạnh. Đó là mình nói về ánh sáng đó các bạn, về cách chơi đèn, cách đặt đèn các bạn nha. Rồi vậy thì bây giờ sau những lời nói vừa rồi đó thì mình sẽ triển khai luôn hôm nay. Tại vì một trong những cái bé quyết mình đang nuôi á, cái clip trước đây mới nhất á, là cái bé cá mình đã nuôi 16 tháng rồi, và tiếp theo là cái bé cá đang ở sau lưng mình đây. Cái bé này thì các bạn cũng đã được xem rất là nhiều clip của mình lên, thì hôm nay cũng là kỷ niệm đúng 6 tháng mình nuôi cái bé cá này. Mình đón về và mình nuôi từ cái size 22, và sau 6 tháng thì các bạn thấy là trong nhiều clip mình lên trong cái quá trình mà nuôi dưỡng á, thì bé rất là sung và ăn rất là tốt. Có nhiều clip mình lên là được các bạn rất là quan tâm, cảm ơn các bạn. Và hôm nay cũng là kỷ niệm riêng cái bé quyết này là đúng 6 tháng mình đón về và nuôi. Thì hiện tại cái size của bé đó thì nó khoảng tương đương 40cm đó các bạn. Thì hồi đó tới bây giờ thì mình chỉ đặt là vấn đề đèn ở bên trên thôi, và mình rất là hạn chế mở đèn, không có nhiều. Thì anh em hỏi mình nhiều lắm, thì bắt đầu hôm nay luôn mình sẽ tiến hành ngày đầu tiên để tan niên cho bé. Thì dĩ nhiên là mình tan niên ở giai đoạn 1 nha các bạn. Đây là chủ ý của mình nha, tan niên ở cường độ nhẹ đó. Thì cảm ơn các bạn nhiều, là mình sẽ tiến hành luôn và mình chia sẻ với các bạn những cái vấn đề gì trong cái giai đoạn 1 này mà mình khởi động cho riêng cho cái bé cá này ha. Mời các bạn xem tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua ủng hộ mình, và cũng mời gọi các bạn đăng ký kênh để ủng hộ động lực cho mình thêm, để chia sẻ những cái điều anh em cần. Bởi vì mình cũng là người vấp ngã rất là nhiều trong cái việc chơi cá rồng nhiều năm này đó, thì cũng học hỏi kinh nghiệm rất nhiều các bạn. Rồi mời các bạn xem nha, cảm ơn các bạn. Rồi mời các bạn xem nha. Thì trước tiên mình nói về cái hồ cá này. Hồ cá này đang là kích thước 1m6, bề ngang là 60cm. Mình đang dùng lọc tràn dưới, cho nên cái mực nước của hồ mình đang để nguyên, có nghĩa là mực nước hiện tại là 55cm đó các bạn. Và mình dùng một cây đèn LED màu trắng hồng. Và cái vị trí mình đặt cái đèn LED này á, thì ở phía bên ngoài và ở mặt ngang hồ đó các bạn. Thì với cái độ cao nước là 55cm á, thì mình đang để ở cây đèn nó cách ở đáy á, là khoảng 20cm các bạn. Tức là nó nằm nghiêng về phía dưới nhiều hơn. Và như vậy thì các bạn sẽ đặt cho mình cái câu hỏi tại sao lại đặt ở vị trí này. Thế này các bạn, mình đang ở giai đoạn 1, đây là ngày đầu tiên mình tan niên bé cá này. Thì các bạn biết rằng để cho giữ một cái sự hoàn hảo như cái mục đích vừa rồi mình nói á, là đây là cái ngày đầu tiên sẽ cá rất là dễ bị sốc với cái môi trường ánh sáng mới này. Cho nên rằng mình để cái đèn ở vị trí này để mình chừa lại những cái khoảng để cho cá khuất ánh sáng như các bạn đang thấy trên hình ảnh nè. Đó, nó có những vị trí thì cá sẽ né được cái ánh sáng này. Một cái điều mình hay nói trước đây á, là khi mình dùng cường độ ánh sáng đó các bạn, thì nếu như mình muốn hút cái ánh nhìn của cá về cái ánh sáng đó, hay là muốn cá nó né cái ánh sáng đó, thì do cái cường độ ánh sáng ha. Cái việc này trong cái clip trước đây mình nói rất rõ. Và khi quay lại việc tân niên với cái ánh sáng cái đèn này là cường độ, là cá sẽ né ánh sáng của đèn này. Cho nên là mình đang để cái đèn ở cái kích thước cách đáy hồ như vậy á, để cho cá có cái khoảng để né ánh sáng này. Đây là giai đoạn đầu tiên mình sử dụng một cách rất là nhẹ nhàng. Đây các bạn thấy là những lúc mà cá có thể khuất. Và với cái điều kiện này đó thì mình cũng phải theo dõi cá nha các bạn. Mình theo dõi cá rằng là thể trạng của cá khi mà trong những ngày đầu tiên mà chúng ta tan niên như thế này á, mình theo dõi thể trạng cá như thế nào.
các bạn phải thấy được rằng là cá bơi bình thường nè và căng đuôi xòe đuôi bình thường nha các bạn. Đó, để chúng ta phải theo dõi cái này để chúng ta điều tiết ánh sáng, bởi vì những cái giai đoạn đầu tiên, những ngày đầu này là rất là sốc cho cá. Như cái này á, mình theo dõi bé cá này là cá vẫn bơi rất bình thường và căng đuôi. Và mình theo dõi luôn con mắt của cá sau từng khoảng 6 tiếng đồng hồ như thế. Mình theo dõi con mắt của cá, mình nhìn xem cái biểu hiện mắt cá đang nhìn về cái hướng nào nhiều hơn. Đó, thì đây các bạn thấy là cá là luôn vẫn nhìn lên trên, đang cái xu thế khá bơi và cá đang hướng lên trên. Và các bạn thấy là với cái kiếm càng đuôi thì cá rất là đạt được cái trạng thái bình thường. Cá sung và cá ăn bình thường nha các bạn. Có nghĩa là mình cũng rất mừng cái điều này, bởi vì mình phải canh cái điều này, chứ cái này không có thể ai nói hay được hết. Mình phải thực tế vấn đề và nhìn sát vào nó. Nếu như để ta niên một cách bình thường ào ào á, để cho cá lên màu thì cái chuyện nó không có gì để nói hết. Mình đang muốn nhấn mạnh lại các bạn là làm sao để chúng ta đạt được cái mục đích hoàn hảo như mình nói vừa rồi. Và với cái cường độ ánh sáng ban đầu nhẹ nhàng như thế này á, thì hầu như thể trạng cá rất là bình thường. Và cũng một phần nào nữa sẽ hạn chế cái vấn đề mà phát sinh rêu tảo ở trong hồ. Và hiện tại thì ngày đầu tiên này mình sẽ để cho cái đèn này, khi mình theo dõi thực tế như vậy để các bạn, thì mình thấy là tạm ổn rồi với cái cơ địa của bé cá này. Và ngày đầu tiên mình sẽ để 10 tiếng đồng hồ với cái đèn này. Đó, ngày đầu tiên mình để 10 tiếng và qua ngày thứ 2, thứ 3 mình sẽ duy trì ở cái thời gian đánh đèn như thế này. Chứ mình không có đánh suốt 24/24, bởi vì đây là những ngày đầu tiên các bạn nha. Và khi mình quay cái video này á, tức là đã sau khoảng 6 tiếng rồi đó các bạn. Sau 6 tiếng mình để đèn rồi thì cá ổn định và ăn sung bình thường. Cũng rất là đáng mừng đó các bạn. Các bạn thấy ha, rồi đây là cái giai đoạn 1 này. Thì chúng ta đánh ở cường độ nhẹ như thế đó các bạn. Đây là cái ngày đầu tiên mình tanning cái bé cá này. Và mình hẹn các bạn là mình sẽ cập nhật tiến trình sau khoảng thời gian để theo dõi cái bé cá này trong cái quá trình bé phát triển nó có hiệu quả như thế nào, sẽ gửi đến các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh để đạt cái động lực rất là lớn đối với mình, chia sẻ trong với anh em mình cho vui các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân ái chào các bạn.